Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống ở địa phương, Long thấy một cháu gái 12 tuổi là hàng xóm, thường xuyên ở nhà một mình, nên đã nhiều lần sang đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Long đều dùng dao đe dọa, khiến cháu gái sợ hãi, không dám nói với ai. Đến cuối tháng 11 năm 2018, thấy bụng cháu gái cứ lớn lên từng ngày, nghĩ là có bệnh, nên mẹ cháu đã đưa tới bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết cháu đã có thai được hơn 7 tháng. Sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo lên công an thành phố Buôn Ma Thuột. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái. Đến nay, cháu gái đã sinh hạ một bé trai được hơn 7 tháng tuổi. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quách Văn Long 13 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình cháu gái số tiền trên 130 triệu đồng.